Hello Linh. Trời bé đẹp ơi, để đi tìm cái áo cho bé đẹp chưa? Màu đen cho bé đẹp nè, trời ơi. Hello mọi người. Không biết like cái được không? Em ngủ dậy mở đại không biết là có, không biết là có tương tác lại chưa, không biết là like cái được hay không. Nhưng mà vẫn lên đại lên thí mới chứ yêu ha. Nó mới chứ thấy em, mới chứ thương em, mới chứ chia sẻ livestream mẹ em nha mấy chị ơi. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy chứ. Bởi vì không có biết, không có biết là like được hay không hay là chưa like lại được, nhưng mà vẫn cố gắng lên like một tí cho mọi người. Với bởi vì nằm ngủ cả ngày nằm ngủ hoài thì cũng chán lắm á chị, nên là em vẫn like một tí quốc tị từ teo coi thử có like được không, có tương tác được không. Nên tình yêu rồi thấy em á, mấy tình yêu tương tác chia sẻ livestream giùm em nha. Hello mọi người. Chứ còn cái ạc kia thì ối dồi ôi, bay màu rồi thì chuẩn bị thất nghiệp rồi các bạn ơi. Nên là bà nào thấy em rồi nhớ tương tác chia sẻ livestream với em ha. Do view nó không có lên nổi mấy trời. Em chưa nay lên với tâm trí là ồ coi thử mình có like được hay không, coi thử mình có like được hay không, mình có like lại ổn áp được hay không á. Nên là em trong tâm trạng rất là bình thường. Mờ quá chị hả? Đó, mờ quá để mở đèn. Ổn hơn không? Ổn hơn không? Chị đang phân vân là không biết có like được hay không, nên là lên giống như ngồi nói chuyện chơi với mọi người vậy á. Giống như em đang lên ngồi nói chuyện chơi với mọi người vậy mọi người ha. Nên là không biết là có like được hay không. Nên tình yêu là thấy em thì có tình yêu tương tác lên giùm em một cái. Tình yêu ơi, tình yêu tự chia sẻ like giùm em nha. Áo nó còn cho biết Linh không ta? Linh ơi còn nu ruộng lên. Má chắc màu đen chị vừa con bé nhân viên mới nó không biết nó xả ra rồi đó. Thấy còn cái nu nè. Linh lấy nu đụng lên. Linh, đầm body có đen không? Đầm body tôi có màu khác rồi không bà? Cái này của tôi mặc đó bà. Tôi mới đi ra đường về, tôi về tôi lùi thay quá, tôi like bức bởi vì like không có được. Bởi trong tâm trạng like không có được nên là mới mặc đại mặc thí like. Like cho bà nói chuyện một tí thôi cho có tương tác lại thôi, chứ trong tâm trí là biết like không được mà. Linh ơi chị đổi nu cho em được không? Lên màu nu đẹp lắm, màu nu sáng nha nè. Màu đen chắc mấy nhân viên nó không biết có xả. Ê bà còn bầu mặc cái này thì bầu. Bầu mặc cái này đẹp nè bầu. Bầu ơi cái này mặc bầu nè. Bầu mặc không? Cái này có đen nữa nè bầu. Con này có đen nè bầu, con này cũng có nè. Bầu lấy mấy em xung xung gì mặc nè bầu ơi. Trời ơi, mấy em này mặc bầu nhức nách luôn nè. Sale cho. Đây nè, lấy không? Lấy mấy con này gì mặc bầu không? Sale cho luôn bà ơi. Bầu nè, cái này tôi bán rất là rẻ luôn bà. Để em đâu cũng được ok. Cảm ơn em yêu nha. Có gì nhuận ngân ghé lấy lại chị nha. Do nãy mới không? Coi giãn không? Đồng tôi mặc coi giãn, đồng tôi mặc nhưng mà hàng. Hàng con này tôi đâu có bán đâu. Con này mặc hổm vô mặc lâu rồi. Con này mặc lâu rồi. Bầu lấy mấy cái đó mặc đi. Bèo lấy mấy đó mặc đi bèo quá. Trời ơi lên view cứ 12, 13 người hết muốn nói chia sẻ. Nên là đầm xanh bông đi trời ok. Nên là ai muốn chia sẻ giùm, thương em chia sẻ giùm em. Cho nên em bất lực rồi. Em thuộc dạng quá bất lực rồi mấy bà ơi. Trời ơi chán nản, không biết khi nào mới like được mấy bà ơi. Khi nào mới ra có lời nha, có lời 2 giây rồi luôn bá. Cho coi đầm bông ơi trời, đầm bông có con này thôi em. Đây 115.000 giờ lấy dần 125 chứ, lấy 110 luôn. Lấy em 110 luôn, còn 2 bông cuối cùng nha. Cái này zoom nha, cái này là zoom có mút vú luôn á. Zoom có mút vú luôn á Yên ơi. Cái này là zoom có mút chú, trời ơi mấy chớ thương em chia sẻ giùm em tí được mấy chớ. Nhìn ông được 20 người nó thảm rồi luôn. Ờ ok. Nè zoom nè tình yêu ai lấy zoom bấm zoom nha. Zoom nè hai con. Còn con xe cho trăm mốt luôn, còn hai con. Bao đây miễn là màu đen đúng chứ ờ đây má. Miễn là màu đen này má. Xe luôn cho 100 ngàn. Bán 120, 130, xe luôn 100.000. Màu trắng, màu đen, màu đỏ, ba màu nè, trắng đen đỏ, mỗi màu còn cái luôn, xe 100 luôn bà ơi. Bán 120, 130 gì đó, giờ xe cho 100 luôn nha. Xe 100 luôn, ai lấy bấm nè. Còn ba cái duy nhất ba màu, màu trắng, màu đen, màu đỏ này bà. Nói chung kiểu này rất là sang. Thứ nhất tôi sang, thứ hai nó sẽ lên form rất là đẹp luôn đó tình yêu. Tình yêu rồi lấy thì bỏ luôn, xe luôn. Rồi bữa giờ like đâu được đâu mấy chết, nó buồn nghĩa mà em buồn luôn á. Rồi đó xe 100.000, bao giờ vậy bà ơi.
body hai vai á, với lại body này nữa nè, với em body này nữa nè. Có đen hai vai xuống kia bao nhiêu? Ở trên xào đầm hôm nay xảy đồng giá 100.000 hết má ơi. Đồng giá 100.000 hết á. Đầm xuông đen này đúng không? 100.000. Lấy con nào đó lấy 100. Hello bé đẹp. Má ơi, mày thấy tao buồn không? Cứ như chưa. Lấy gì buồn không? Biết sao ngủ dậy mới vậy, mới vừa ngủ dậy em nghĩ buồn quá. Chẳng giờ mình nằm xuống mình ngủ nữa rồi trời. Nhưng trong em thừa biết là em like không được luôn mọi người. Em cũng thừa biết em like không được. Nhưng em nghĩ mới ngủ dậy chẳng lẽ ngủ nữa rồi trời. Thôi để lên livestream nói chuyện chơi một tí, coi có lên được hay không. Đúng như rằng mở ra em có ai. Mở ra em thấy má nào vô mấy má. Khổ ghê luôn á. Rồi body ba lỗ màu đen nè, siêu cho má 80 nè má hai. Lấy thì lấy nha. Làm răng đẹp chưa? Làm rồi. Gắn cái răng sứ thôi. Em bọc sứ một cái. Bởi vì cái răng nó bị sâu á, bọc sứ lại thôi. Đó. Cái này màu đen nè, đầm này đầm đen. Nó ra ghế em mày về cái về đường thành á, cho nó gần á, cái không ghé qua luôn á. Cái này đen nè, 80 nè, lấy để cho má lên nói chuyện chơi chứ bán gì buôn gì tầm này với bà. Bán buôn gì tầm này, mở cửa ra rồi mở lên nói chuyện chơi vậy á, mình like bay mà. Like bay thề luôn, like bay chả like được. Lấy đi body 80 cho má nè. Like bay chả like được. Bao nhiêu thầy ơi. Like bay chán lắm. 80 cho má luôn. Má lấy hai ba con, mấy chục con vậy má. Lâu lâu vô mua đồ lấy một con thôi, tôi buồn đó nha. Tôi buồn xỉu nha mẹ bầu. Áo dìu hoa bên cạnh, áo trắng lần sau dì My. Thì cái áo hoa 65.000 que mới xảy ra của mẹ kia rồi. Áo hoa 65.000 mới xảy ra luôn á. Còn áo biệt vai tím không? Biệt vai tím ở đâu ra vậy mẹ? Hồi vậy em đâu bán biệt vai tím đâu. Lên mấy chân. Hồi bữa giờ làm việc có biệt vai tím đó hai. Con bông 65 nè, còn con nè mới xảy ra luôn. Mới vừa xảy ra tức sụt thì luôn á bà. Mới vừa xảy ra tức thì luôn. Áo khoác đằng sau màu xanh biển. Áo khoác rin đằng sau trăm xanh biển 170. Hàng không đẹp không có tiền, nói đơn giản một điều thôi. Hàng đó hàng Quảng Châu, em lấy gì cho khách ruột nhà em thôi. Hả? Bởi shop khác ta bán 300 mấy mà. Em bán có 170 thôi. 170 này má. Cái này mặc à? Dễ thương. Ok. Ồ, thấy mày đăng mà, không phải không có đâu. Chắc là đăng cái gì á. Không phải cái áo chạy vai đâu. Có trắng đi không có tím. Có rin này đường cái mặc quần rin hay mặc đầm body hay mặc đầm suông hay mặc cái gì cũng đẹp mới chứ yêu. Mặc cái gì cũng đẹp cho em luôn. Mặc cái gì cũng đẹp cho em luôn nè tình yêu ơi. Nó là 170 nhan hàng Quảng Châu nha tình yêu. Nên như em hay mặc áo khoác rin mặc đầm body rồi đi chơi. Em hay mặc áo khoác rin đó, khoác ở ngoài xong ra mới cởi ra nè hả. 170 mới hôm qua lấy con mặc rất là đẹp đúng không bà. Nói chung giờ bán cho khách ruột không với bà ơi. Giờ em la toàn khách ruột không á trời, la đâu được đâu. Đâu có được đâu. Đâu có được đâu tình yêu ơi. Nên là ai lấy thì lấy đi. 170 trời. Tôi nhìn view tôi mệt chứ. Tôi nhìn view tôi cũng lùi like luôn á bà. Nói chuyện chơi đi. Ai cần gì thì like, cũng cần thì nói chuyện chơi đi. Chắc chiều nay đừng. Ồ đúng rồi, chiều nay á nó gửi tin nhắn chưa. Chiều nay á mà trong tỉnh đi nhanh lắm. Sáng nay hàng lấy chiều trong tỉnh, trong Cam Lâm, Nha Trang rồi nhận được hết rồi. Hàng trong tỉnh bên tôi bữa nay đổi dịch vụ rồi, đi nhanh cực kỳ luôn. Nó không phải ra Nha Trang rồi vô nữa. Đôi đồ mới em lựa cho nào. Em lấy thun nữa không? Thun nhiều quá lấy gì nữa. Lấy thun nữa không? Để cuối tuần giao nha. Ok bye bye. Gửi bill rồi nè. Ờ vậy là tí nữa không? Vậy là có gì giờ tí nữa ấy ha. Nhưng chiều 65 chắc chiều nhận á bà. Chưa nhận được có mấy người. Lấy thun á, thun được này đẹp quá mà không ai lấy á. Thun được này đẹp dễ mang luôn tình yêu. Thun được này em cảm thấy nó xuất sắc luôn á mấy tình yêu ơi. Nè, pin nè, pin 65. Cái đầm nâu trên xào đây coi lại đầm nâu má xuất sắc. Mày lấy đi. Đầm này gì mặc bầu cũng đẹp nữa, hay là mặc bầu xong mặc đi chơi cũng đẹp có múi chú luôn á. 100.000 luôn, 100.000 cho vui. Trăm còn một con là sao á, còn một hai con gì quên rồi. 100.000 luôn, có mút ngực luôn, nói chung cái đầm này rất là đẹp. Bé bán 12 người tôi mắc cười quá. Tôi mắc cười quá mấy bạn. 100.000 nha, ai lấy 100 bán 100. Rất đẹp luôn, khỏi nói luôn. Đầm này khỏi cần nói luôn. Hình như còn có một con nó mua sao á.
quên, em nhớ còn một hai con nữa. Dài vậy mới không, cái đó không dài đâu. Cái đó không dài, cái đó là mặc được. Nhưng mà chú đoàn, cái đó không dài đâu em. Chị mặc được mà. Chị mặc, chị có mét rưỡi, chị còn mặc okela nữa. Mà tình yêu mặc lên dáng á. Để nô, đầu nô vừa mấy đó mặc. Em mặc em phải bóp eo vô một tí nữa không mọi người. Cái này vừa em, cái eo vừa. Em mặc em còn, chị còn phải để bóp eo một tí luôn. Đầm này còn á, tình yêu để em biết tìm phải không. Coi còn màu gì. Đầm nó đẹp lắm, do gì chị cũng có một con để chị mặc á. Nó rất là xinh. Đầm nó xinh lắm mấy vị ơi. Hình như còn nữa mấy tình yêu. Còn con hay con gì á, quên mẹ rồi. Nhớ còn để kiếm tụi nó quăng ở đâu. Lấy ba ra em thấy kiên chuông. Nhớ mà. Để tôi ok. Đồ mẫu 39.000 còn quá trời luôn mấy vị. Còn nâu với đen luôn nè, còn một đen một nâu. Còn hai nâu một đen. Má chu đoàn lấy đen hay nâu bấm đi nè. Khánh Duyên Chương để nâu nè, nó đen nhiều quá để nâu cho nó. Bà lấy nâu qua đen báo tôi. Đồ mẫu 39 nhiều lắm. Đồ mẫu nó nhiều, bữa giờ thề luôn. Từ ngày mà Facebook em like không được á. Em đâu có like đâu mọi người. Facebook like không được, em chả thèm. Em chả thèm bật like lên like đồ ngủ luôn á. Em nâu ok. Không bật like lên like đồ ngủ luôn, đừng nói chơi. Khánh Duyên Chương luôn, trăm luôn nè. Bán con này 100.000 luôn bà ơi. Bán đồng 100.000 tôi tin được không? Tin được không? Để cho má chu đoàn đen nè. Ok má nè. À bây giờ lên kiểu cảm giác nói chuyện rồi cho thân thiện rồi mới trời. Cho nó thân thiện rồi, ai thương em chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em. Đen hết rồi còn nu á Huỳnh Ngân. Còn 100.000 còn nu lấy nu ơi bà. Đen cho chu đoàn rồi. Con nó bê đen lắm, cái gì nó không đen á. Mới chế thương em chia sẻ giùm em dài nhóm lên được 20 người nói giờ để quên mới chế. Cái này vậy chu đoàn trăm luôn nè. Bà chú đoàn có đổi địa chỉ không á, có gì inbox tôi nha. Chia sẻ được 20 người lên cho vui mới trời. Để em coi còn đầm nào đẹp đẹp không like cho. Cái này à, đầm body. À còn con này, còn con body này nè. Mà móc đều ok ok biết rồi. Còn con này ai lấy không để cho. Hôm qua chị về áo thun. Hôm qua chị về thun nhiều lắm. Hôm qua chị về thun với lại chị về địa chỉ cũ ok. Chị hôm qua chị về thun với lại Borip. Borip rất là nhiều. Borip nhưng mà hình như mẫu này không biết em có chưa. 65 về mẫu pin này có chưa. Hôm qua về mẫu pin này khách chốt nhiều lắm luôn á mọi người. Hôm qua về được mấy chục con cũng hết rồi. Nhưng mà khách cũ không à, có khách mới. Khách cũ không à mấy bà. Nhưng mà khách cũng chốt hết rồi á. Còn mấy cái thôi. Body đó bao nhiêu cũng sale 100 đúng bà. Body sale đồng giá 100 á mấy trời. Còn mỗi mẫu còn 1-2 con thôi. Rồi cái này có trắng, có đen, có hồng, có nâu như tình yêu ơi. Trắng đen hồng nâu 65. Cái này body xịn nha mọi người. Trắng đen hồng nâu 65. Ok, ok. Đây nè, trắng đen hồng nu, pin này 65. Ok, chị biết cái này em có mà. Chị biết về lại chắc cháy sẽ có rồi. Trắng đen hồng nu 65 nha, cái này là Borip nhưng tình yêu. Trắng đen hồng nu cho ai lấy nè. Ai lấy trắng đen hồng nu bán cho em trắng đen hồng nu sáng mà lên nhìn. Để lên vài con thun đẹp đẹp cho. Hôm qua thun đẹp không, mấy vị ơi. Hôm qua còn, nói chung hôm qua em thấy thun đẹp không luôn á. Sợ chọt tay không, cái đó co giãn cực kỳ mạnh luôn bạn. Cái đó co giãn lắm luôn á. Cái con màu xanh nó lạ với lại co giãn rất là nhiều. Co giãn phải nói định của chóp luôn. Ai muốn lên cái gì báo em cho mọi người. Hôm nay vui vui nói chuyện chơi á. Ngủ hoài mặc cái mặt ra nên là phải lên nói chuyện, không có ai vẫn nói chuyện cho vui. 45.000 vải không đẹp cầm tới trả tiền. Đi đơn từ hai cái, một cái không đi đơn. 45.000 vải xấu cầm tới em thối tiền cho mấy chế yêu luôn, mấy chế yêu. Trời ơi, đợt này vải nó đẹp, càng ngày em biết sao á. Vải của nhà em ra nó đẹp lắm luôn, màu vàng, màu đỏ nha. Vàng đỏ đen cho em luôn nha. Xem lại thử ok má. Vàng đỏ đen, 45 cành. Vàng đỏ đen, trời đẹp ghê luôn á. Ê, cái nỏ này đẹp lắm luôn á, Khánh Duyên Chương. Vải của nó mê chưa, kiểu dài luôn mấy chế. Em nói thiệt, vải đẹp dữ rồi trời. Quay để cho chị Hằng nè, mày cho chị đó chưa chút thêm nên để lại nè. Ê, đẹp ghê luôn á bà, cái vải nó mê. Sao đợt càng ngày á, em được cái càng ngày xưởng nó ra vải nó càng đẹp quá mấy tình yêu. Không phải như đợt trước đâu. Đợt đầu đâu, đợt càng ngày càng vải càng đẹp. Yên tâm nha, 45 cành. Ai chúc luôn á. Mấy tôi like mà có người bán rồi tôi ngồi tôi nói chuyện. Làm dễ mang luôn á. Đây nè má, xong pin nè má, cái đầm đây bữa tôi bán rồi nè. Biết là phải không rõ. Đúng rồi.
cái này nè đẹp lắm, coi giãn mạnh luôn. Cái này đến nỗi mà bầu nhỏ vẫn mặc được luôn bà. Tôi mà chừng là tôi có bầu là tôi mặc bao đì không luôn, thề luôn. Cái này em có bầu mặc bao đì làm xuông được không luôn mọi người. Trời ơi, 10 lượt chia sẻ, đến chia sẻ coi. Đến lượt em phải chia sẻ không mấy chị, mới có 10 lượt chia sẻ. Mấy chị hiền gì bán ế cũng phải lấy đi, ok má. Hiền gì bán ế cũng phải mấy chế để chia sẻ một lần lên cho nó nóng nhà nóng cửa lên mấy chị. Nóng nhà đóng cửa rồi lên coi. Ôi giời ơi, ế rúa hè. Lấy cho má cái đầm bao đì này luôn nè. Rồi tôi để lên tiếp, để chia sẻ một tí với mấy chị, để chia sẻ một tí cho nó vui nhà vui cửa, cho nó xôn xao rồi lên mấy chế yêu ơi. Em mà mở chặn live em hút đồ lên thanh lý đồ cá nhân cho mấy chế nhiều quá rồi. Chuẩn bị đi du lịch nữa rồi nên là họ thanh lý bớt kiếm tiền mua đồ mới gì mà. Đồ em toàn chụp hình một lần không á trời, chuẩn bị thanh lý rồi nha. Đợi Facebook em mở thì em sẽ thanh lý đồ cá nhân cho có người chốt, cho live này 13 người 14 người không biết thanh lý sao á. Nhiều quá rồi nhưng mà để đợi mở hả? Đợi mở xong mở thanh lý cho. Để cho má luôn nè mấy yêu. Má lâu lâu đại gia vô mua đồ được bữa. Tỷ năm mới thấy vô nhưng đại gia. Đỏ đầm cho tình yêu luôn nè. Còn có thằng con duy nhất luôn. Còn con duy nhất luôn. Hình như em like bên này có nhiều chị không biết đúng không chứ yêu. Có nhiều chị không có biết em like bên này đúng không trời. Thấy không có ai á. Giống như mọi người không thấy em vậy mọi người. Nó giận dễ mang giận luôn. Cái lô hàng mua đồ hàng ơi. Cái này cho chu má chu đoàn luôn trăm luôn nè. Sale hết 100 đồng giá luôn các bạn ơi. Sale 100 đồng giá cho vui luôn. Lên tiếp cho người yêu tôi cái màu đây. Màu đây hôm qua bán hết còn đúng một cái luôn bé đẹp màu nâu. Hình như là lô em hồi giờ cũng chưa có màu này luôn á. Hồi giờ đồ chị bán cũng lần đầu tiên màu này. Tôi nản đến nỗi mà tôi cũng thèm son môi livestream luôn mọi người. Không thèm son môi kẻ mày kẻ mắt rồi luôn á bà. Rồi này màu nâu còn cái này em yêu. Hôm qua bán hết mẫu này rồi còn hai cái chứ. Hôm qua mẫu này bán hết rồi này mới trời. Còn cái luôn nha. Màu còn hai cái chứ. Rồi màu nu nha 45 luôn. Hôm qua còn có 1 cái. Mẫu này hết luôn á. Mẫu này bán mì hết sạch. Hình như em lấy con đó hôm qua á. Tối hôm qua mày lấy rồi sao á. 45 nhìn màu nu nhưng mà chứ ơi. Chế nào nãy thì bắt tôi mắt nhắm mắt mở. Không chị thanh lý rồi cả nhân. Đợi chị đợi cái ạc của chị mở hả. Cái ạc của chị mở thì chị mới thanh lý rồi cá nhân nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Có đồ new chưa kịp mặc luôn bé ơi. Do gì giờ đây người yêu tôi không có xuống dẫn tôi đi chơi. Tuy ra đồ cá nhân của tôi á họ chưa mặc luôn. Chỉ mặc đi ra uống cà phê Highland. Uống được chụp được tấm hình hoặc là mặc đi xong về. Chưa kịp mặc đi chơi luôn. Đợt này được người yêu đó xuống dẫn đi chơi các bạn. Tức là họ đồ rất là nhiều. Mua không à. Đồ em bán nhưng mà em rồi có đồ em bán có đồ em mua rất là nhiều luôn. Bởi vì đa số em sẽ gom mẫu đồ Quảng Châu về để em lấy mẫu em may cho lại cho mấy chế ha mấy chế. Nên cũng nhiều. Đợi ạc em mở em gom cho mấy chị. Ngày đầu nếu như là tối mai ạc của em mở em sẽ gom đồ thanh lý em like cho mấy chị. Nói thiệt luôn á. Em gom đồ thanh lý em like cho mấy chế ơi. Thiệt nó nhiều quá rồi không có mặc tới luôn á. 45 cành nha. Đồ ngủ nữa, đồ ngủ nó nhiều hơn đồ đi chơi nữa. 45 nhìn cho em luôn nha mấy chế ơi. Trắng này trắng hồng 45 cho em trắng hồng nè. Ai muốn hỏi gì mọi người cứ hỏi đi mọi người. Cho em rảnh lắm nay em lên nói chuyện nên em rất là rảnh. Nên là mấy chị cứ cần gì mấy chị hỏi em nha. 45.000 trắng cho em. Trắng 45 bấm trắng 45. Trắng 45 bấm trắng 45 cho em nha tình yêu ơi. Để em trời mấy cục vàng luôn á. Thấy cục vàng tôi chốt không à. Trắng 45 luôn nè. Màu mới hết á. Nó mua đồ nhà em bao nhiêu lần mà áo này nó chắc không? Chắc được mấy chục con rồi, gần được 50 chứ. Chị thấy cái nào em cũng like. Một lần nó hút rất nhiều luôn á tình yêu. Tình yêu là mua gì mặc mùa hè. Mua gì mặc mùa hè nè. 45 cho biết đẹp luôn. Trong tuần này chị sẽ ra Nha Trang lại. Chị sẽ nhớ chị sẽ gọi em. Tuần này đi spa lại chị sẽ nhớ gọi nha quý vị ơi. Ê mã pin. Trắng 45 cho Huỳnh ngon luôn nè. Trắng 45 cho Huỳnh ngon. Ok bái bì. Đẹp lắm bái bì ơi. Được cái mẫu như em về. Mỗi mẫu em về toàn mấy chục không à. Lai miết cũng được nữa.
vải này mặc sướng không vải đợt trước nhiều. Mẹ Vinh về nè, tình yêu mẹ Vinh còn được mấy con thôi. Mẹ Vinh này tối qua like rồi nè, 45.000 pin luôn nha mọi người. Pin như vải bao rip á, mẫu của nó là mẫu bao rip á, nhưng mà may cho mấy chị may qua mẫu thun luôn nè, 45.000 pin nè. Pin này còn màu không nhở? Pin còn màu không ta? Ai lấy pin bấm pin nè tình yêu ơi. Ai lấy pin bấm pin nè. Pin trắng, pin trắng đen vàng hồng, pin trắng đen vàng hồng đậm cho em nha. Pin này có trắng đen vàng hồng đậm chứ mơi luôn. Pin trắng đen vàng hồng đậm 45 luôn nha. Pin ai chút pin thì bấm pin cho em nha tình yêu ơi. Trắng đen hồng vàng đậm à, trắng đen vàng hồng đậm pin nha. Ai chút pin bấm pin nè. Y chang mẫu không? Ô, ông già không ơi. Wow. Ông già phải nói là tình yêu chốt sai thôi tình yêu ơi. Bao la bát ngát luôn. Hiện giờ đi nhà em bao la bát ngát luôn á tình yêu. Thích thì chốt thôi. 45 nghìn do Facebook em không mở em không like chứ gì cũng có này mọi người. Facebook em không mở em không like thôi. Facebook không mở không like chứ quần trời 200 con chọt nhà luôn chứ đừng nói chọt nhà luôn á tình yêu quý vị ơi. Tình yêu nào thích thì tình yêu cứ chốt thôi. 150 khi chia sẻ live stream, không chia sẻ cho live stream 165. Quần rin em bán đâu có sợ đâu. Bán từ mùa này sang mùa kia tới mùa Tết tới cuối năm xả ra cũng là giá rồi. Em nói không có giá cuối năm mới lên chứ đâu bây giờ giờ nó rẻ hơn đâu. 45 nhìn đen trắng nha. 45 nhìn đen trắng, mẫu này quá đẹp rồi. Mẫu này quá đẹp rồi, đen trắng 45. Xuất sắc. 45 nghìn đen trắng này mặc cho em với quần sọt, quần ngố, đồ quần dài rồi là auto sinh hết mọi người. 45 nghìn đen trắng cho em nha. Đen cho chị Nhung nè. Giờ ra lấy hàng tặng này chị em tìm thấy hết nè. Đó thì Thu Nhung nè. Đó, 45 cần. Sao ấy chị lấy hai cái đen dài 150 đúng không chị yêu? Ok, chị bóp cho em đi nha. Chị bóp cho em đi. Đó thì Thu Nhung nè. 45 nè. 45 cho Huỳnh Ngân luôn, đen cho Huỳnh Ngân luôn. Đen cho Huỳnh Ngân 45 luôn nè. Giờ la đại, giờ có ai la đại lấy thí hả mọi người? Giờ không biết sao á, có ai la đại lấy thí đi mấy trời. Em cũng mệt. Đát này đẹp lắm nè, đát đen thôi tình yêu. Thu cúc hai cái size S luôn rồi tình yêu ơi. Hai cái size S màu đen 150 đúng không? Em lấy cho, nhiều lắm, yên tâm. Rồi cái này cho em đát cho em luôn 45 luôn quá trời. Đát này mẫu mới luôn nha. Đát này mẫu mới luôn nha. 45 cho em đát 45, bấm cho em đát 45. Ai lấy đát 45 bấm cho em đát 45 luôn nhỏ. Ai lấy đát 45 bấm cho em mi đát 45 nha. 45 nghìn đát. Ai lấy đát bấm đát cho em 45.000. 45.000 đen cho Khánh Duyên Trường luôn nè. Đát cho em ai bấm đát nha. Đát tím nè. Hình như em hỏi chị cái này á họ. Hình như em hỏi chị cái này ở Khánh Chương Chương. Chị thấy hôm qua giờ có mẫu này là màu đen à. Phải không? Phải không mấy bời? À lấy đáp, bấm đáp cho em nha tình yêu ơi. 45.000 đen. Chị Thu Cúc ơi góp cho em quăng hai cái quần đây cho chị yêu ơi. 150 con. Khánh Chương Chương 45 luôn. Mấy có cục vàng tôi là mã yêu à. Chị chị riêng già đen đúng không? Riêng già đen 150 nè. Riêng già đen 150 nha tình yêu ơi. XML hết á. Nhà em riêng nhiều lắm. Yên tâm. Cái này lưng siêu cao hết. Lưng rất là siêu cao luôn tình yêu ơi. Phải nói là đỉnh của chóp luôn chị ơi. Em bán lần thứ em về phải mấy chục ri rồi nha. XML 150 chị chốt trên live stream thôi. Chị chốt trên live stream thôi nha mọi người. Quần đen trơn 150 XML Thanh Thảo hello em. Trời bán chán em yêu. 150 bấm 150 nha tình yêu. À lấy 150 quần đen khỏi nói luôn mọi người. Em bán phải nói là quá trời quá đất rồi. Về lần thứ N của N luôn. Con này lúc nào cũng có hàng sẵn cho mọi người luôn mọi người. Nhưng mà mua lúc đầu còn đủ size, lúc sau hết size đến chịu. XML 150 nha. Hồi xưa bán toàn 165 không có trời. Thu cốt hai cái nè. 150 cái nè. Đó người ta khách nhà em mua xong bạn bè rủ bạn bè rồi qua mua lại không á, chứ không phải là do em nói nhiều rồi.
chị chốt size gì chị yêu ơi, Huỳnh Ngân cũng mặc S đúng không? Huỳnh Ngân cũng mặc S đúng không chứ yêu ơi, đẹp lắm, hốt đi. Huỳnh Ngân cũng mặc S đúng không? Trời, để em tìm S nè. Thu Cúc 150 nè. Huỳnh Ngân cũng mặc S ra sao á? Chế cũng mặc S luôn chứ ơi. Có màu xanh đậm, xanh nhạt, màu sáng được. Màu sáng là bán chạy. Màu sáng với màu đen là bán chạy nhất. Xanh nhạt cũng đẹp. Huỳnh Ngân mặc S luôn đúng chị ơi, để em tìm. Size S ok, đi trơn S nè. Chế là thích trinh không? Thích gì báo em nha mọi người ơi. Để tìm S cho bả nè. Để tìm đen trơn S cho bả coi. Chế nào thích là gì báo em đi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nhớ nhớ ai mua đồ em hay mua đồ em nhớ sai hết mọi người. Ê Khánh Nhân chưa ăn bữa, chị la chị ra cho em có một cái à. Lấy cho em không? Đầm bao đì 55 xả á. Hàng bao đì 55 xả em yêu. Lấy cho em không em yêu? Màu sáng cũng đẹp. Đem cho em cho mấy bì à. Màu sáng cũng đẹp, mấy bì ơi, mấy bì lấy sáng không mấy bì. Đem cho em nè. Con này xe xào xe S. Hello bé bời, hello em yêu. Này em đi rồi. Bà ơi, size S của bà nè. Nhưng mà con này tôi mặc mẫu á. Tôi có like mặc mẫu á, tôi cắt khuy rồi. Nên tôi để cho bà bớt cho bà 5.000 nha. Thích bớt vậy ở chứ không có vấn đề gì. Đó là hàng new luôn. Em chỉ mặc mẫu like một lần xem treo lên xào. Bớt cho bà 5.000 cho vui vậy á. Còn con size S trên xào nè. Bình thường em vẫn lấy số em mấy trăm rưỡi. Nhưng mà thôi bây giờ em thích bán á. Em bớt cho 5.000 thôi. Em treo xào mặc mẫu á, em mặc mẫu like cho mọi người một lần xem treo xào á. Ở dưới thì thấy, ở tiệm cũng thấy để lên luôn. Còn bán cho bà, bớt cho bà 5.000 thôi cho vui thôi. Chứ thiệt sự quán quần không có lời mọi người. Bán trăm rưỡi là em bán bằng giá sỉ á mấy chị. Sỉ mở vô 145, mẹ bán lẻ ra 150 á mọi người. Hả? À, thích like gì nói em chơi mấy chị. Nay ngồi chơi luôn mấy ơi. Bình ngân luôn. Ngồi chơi cho mấy chị luôn nha. Ngồi chơi, nãy giờ lên gì vậy chị? Nãy giờ lên tứ, lên đồ thun đồ không à. Có lên gì đâu. Ai hỏi gì lên đó thôi. Ai hỏi gì lên đó thôi mấy bà ơi. Chán bỏ mẹ đây nè. Chán bỏ mẹ luôn. Đây nè. Hôm nay có xếp thể thao này chị Hoàng Diệp Anh Tuệ nè hả. 55.000 áo tiếp đi em. Ok, chế lên áo cho 55.000 chai, chốt Khánh Nhân Chương. Bữa chị chốt cho em có 1 cái à. Em lấy thôi không em yêu ơi, bữa nói mua cho bạn nè. Mà chị chốt có 1 cái à, còn cái nè, sót lại 1 cái này chốt không mấy gì. Buồn quá rồi. Buồn quá, giờ bán chơi chơi vui vui qua đi đen 55. Bán chơi chơi vui vui mấy bạn ơi. Áo thun tiếp đi em đúng không? À, con này có 1 con, để em đi ok. Ê cái con áo này có 1 con hồng rồi mấy bạn ơi. Khánh Nguyên Trương. Con này lỗ lỗ lòi le luôn á nha. Con này lỗ lòi le luôn. Lỗ lắm lỗ luôn, 55.000 lỗ. Có 1 con hồng à. Trắng đen hồng vàng. Hồng một con, hồng còn con, vàng còn con, trắng đen còn. 45.000. Chốt trên livestream nha mọi người. Rồi tôi chưa uống thuốc mà tôi ngồi tôi like nãy chứ. Trắng à, trắng đen vàng hồng 45. Màu hồng có 1 con duy nhất. Màu hồng một con duy nhất luôn tình yêu. Trắng đen vàng hồng nha. 45.000. 40 lem càng trắng đen vàng hồng. Trắng đen vàng hồng cho em nha tình yêu ơi. 45.000 nè. 45.000 còn con duy nhất. Một con hồng. Hồng lấy ông Khánh Nhân Chương. Hồng cho Thu Cúc luôn nè. Còn vàng trắng đen hết hồng luôn. Cho Thu Cúc luôn. Đẹp lắm bà ơi. Auto mua quần chứ mua áo nhà tôi về là thiệt đó. Xịn sò. Đúng rồi, hồi tối em lấy hết rồi em yêu. Toàn vàng trắng đen nè, mẹ mới hết mọi người. Mẹ mới hết á. Sơ mi đẹp mà không ai lấy á, tôi buồn. Tôi buồn dễ mang. Trắng đen 45. Trắng đen 45. Than.
trắng đen 45 cho em luôn nha. Chú em mẹ chữ nha tình yêu ơi. À lấy chữ bấm chữ, chữ trắng 45, chữ đen 45. Trắng đen 45 bấm cho em trắng đen 45 nha. Chốt nhanh cho em mẹ chữ thôi tình yêu ơi. Bởi vì ở chốt nhanh cho em mẹ chữ nha tình yêu ơi. 45 nhìn chữ, chữ trắng, chữ đen cho em ơi nha. Chữ trắng, chữ đen cho em 45 nhìn chữ trắng, chữ đen gì đó. À muốn lấy chữ gì màu gì lấy mấy tình yêu ơi. 45 nhìn chữ trắng, chữ đen, chữ quần què gì đó. Chữ quần què gì đó mọi người thích lấy thì mọi người lấy thôi à. Chữ bấm cho em mẹ chữ 45. Nói chung vả là xuất sắc rồi mấy chị. Vả chỉ có từ xuất sắc mà để nói thôi. Còn mọi người thích thì mọi người chốt thôi. Không bao giờ lô này không bao giờ có giá sale á mọi người. Lô này auto 45 nhìn đồng giá từ đầu mùa tới cuối mùa cũng 45. Ở con phong nhỏ có phong thun phong nhỏ là bo rip ôm thôi trời, còn thun phong này là phong nhỏ nhất rồi á, phong này là phong nhỏ nhất rồi chị ơi, không có phong nào phong phong nhỏ hơn phong nhà em. Phong ta bán phong đùng to đùng xong giấu quần luôn. Nhà em bán phong này là cho vừa mặt, năm nào mùa nào em cũng bán á. Mùa này mấy còn cái gà gọi là cả ngàn con rồi chứ không phải là một hai con, một hai trăm con đâu. Nên mọi người yên tâm về form. 45.000 Buma trắng đen. Buma trắng đen 45. Con này quá hot rồi ha. Lần nào về cũng hết ha. Hôm nay về lại không, mẫu này mẫu mới. Bữa trước là có chữ Buma, không mà không có con này. Bữa trước nữa là có con này không có chữ Buma, bữa nay về luôn. Có chữ Buma với con này luôn. 45.000. Hai màu trắng đen. Hai màu trắng đen 45. Buma bấm Buma 45. 45 Buma. Hai màu trắng hiền đen nha mọi người. Trắng hiền đen 45 luôn. Buma bấm Buma. Buồn mọi người hả? Ước gì được có, ước gì Facebook không bao giờ có tính năng chặn đồ mọi người ha. Để cho nó vui nhà vui cửa mấy trời. Má chặn dịch đây nữa, trắng Buma cho thu cút luôn nè. Dịch đây nữa không biết chặn đến bao giờ nó mở ra nó bà ơi. Chán ghê luôn mấy trời. Thu cút 45 luôn nè. Dịch đây nữa không biết đến khi nào nó mới ổn định cuộc sống rồi lại đi ta. Cờ đen trắng đỏ. Cờ đen trắng đỏ cho em 45 luôn. À, tôi bán 45.000 mà tôi buồn nghĩa mang đúng bà ơi. Cờ đen trắng đỏ cho em nha mọi người. Đen trắng đỏ 45 luôn. Cờ bấm mở mã cờ nha. Tommy cờ 45.000 đen trắng đỏ. Đen trắng đỏ 45 bấm cho em đen trắng đỏ 45 nha. Ai lấy đen bấm đen, ai lấy đỏ bấm đỏ, ai lấy trắng bấm trắng. Đen trắng đỏ cờ bấm cờ. Cờ 45 bấm cờ 45. Trắng cho em yêu nè. Trắng với chị Nhung luôn nè. Cờ bấm cờ giúp em đi mọi người. Trắng cho em yêu nè. 45 luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. Mở tổ cũng có khác thôi mọi người ơi. Còn cái gì đó hả? Còn cái gì cũng có luôn mọi người ơi. Cờ đẹp hả? Có đen với đỏ nữa mọi người. Là bò rít không ta? Là bò rít không mới chết. Là bao riết không ấy chứ đẹp ơi. Mặc bao riết không mọi người. Là áo kiểu rồi không mọi người. Có mười mấy người à. Có mười mấy người thôi. Hắn chạn ghê lắm. Có mười mấy người hắn chạn ghê lắm. Chạn luôn mọi người ơi. Không biết thế nào đây. Lên bao riết đi chị ơi hả. Lên bao riết đi chị ơi. Bao riết toàn cả cổ không thôi. Bao riết toàn cả cổ không thôi em ơi. Sơ mi này mặc đẹp mà sao không lấy cái nhiều người chưa có người. Sơ mi là có trắng đen nè, sơ mi cạnh sao? Sơ mi boy nè. Sơ mi này có trắng đen đẹp mà sao không lấy 65 mà. Mà sơ mi này lên phong chuẩn lắm luôn mọi người. Mặc quần sọt hay mặc ring dài gì mở nút như em mà xuống chỗ chuẩn luôn á tình yêu. Sao không lấy ta? 65.000 nè. Đẹp nhức nách luôn. Sơ mi đẹp nhức nách luôn đội. Em mở like ra em cái mặc quần em like cho mọi người ơi. Em mặc quần riêng dài em like cho. Em mặc quần riêng dài em like cho mọi người. Trời ơi để em like con màu đỏ này đẹp nè. 65.000. Cổ hôm nay cũng bán đồng giá 65 luôn. Cổ đẹp lắm. Cổ phải nói định của chóp luôn. Đỏ đô nu trắng đen. Cái này mặc dưới quần sọt hay mặc dưới lại
quần ngố hoặc là âu tu với quần jean dài lên đẹp nha. Giờ hôm nay em mặc váy em có thử cho mọi người nè. Đó, 65 nhìn cho em luôn, cổ đỏ, đỏ nu trắng đen, đỏ nu đen chứ. Đỏ nu đen trắng luôn mọi người, đỏ nu đen trắng 65. Phải nói định của chóp rồi mấy trời. Mấy con này thì thôi khỏi khỏi còn bàn cãi về gì với nhau. Mấy con này khỏi còn bàn cãi gì với nhau nhớ bà. Mấy anh bán đồ mà em thấy mắc cười ghê luôn mọi người. Mười mấy người con mà like kiên trì dữ ta. Trắng đỏ đen nu, trắng đỏ đen nu 65 nha. Mấy tình yêu to bự ơi, mấy cục vàng của em ơi, mấy cục vàng của em ơi, 65 cành cho em luôn. Trắng đỏ đen luôn, trắng đỏ đen nu 65 toàn là áo không cổ như thế này không à. Vậy mặt em dơ lên mấy chuyện chốt đâu, mặt lên form mới thấy dáng thôi, mặc lên phòng mới thấy dáng thôi các bạn ơi. Về trắng đen 65 kéo vàng trắng đen 65 kéo cổ kéo nè, cổ kéo vàng trắng đen 65 à, chúc mẹ kéo bấm cho em mẹ kéo nha. Kéo vàng trắng đen 65 bấm cho em vàng trắng đen 65 chốt nhanh chỉ mi mẹ kéo luôn nha tình yêu ơi. Kéo 65, bấm cho kéo 65 vàng trắng đen. Giờ vui vui vậy chứ biết mà chốt luôn á trời. Em yêu lấy bao rồi, lấy ba ra không ngon cánh như chưa. La vui vui vậy chứ em biết mai chốt mà mấy trời. Em mặc lên mai chốt đâu mọi người, dơ mẫu mọi người không có chốt đâu. Auto luôn mấy ơi, auto luôn. Em yêu lấy ba ra không em yêu. La vui vui tới giờ nghỉ rồi mấy ơi. Bán hết được rồi nghỉ. 12 giờ sơ mi đen em, con đó đẹp lắm chị nói rồi. Mấy con tay ngắn á lâu lâu mới có hàng một bữa em lấy đi, màu đen là màu cháy hàng còn con cuối cùng luôn nè, con đen này còn con cuối cùng luôn á, con boy đen này còn con cuối cùng luôn em yêu. 65 gì mất mới gì không chốt mà lấy, lâu lâu mới có hàng, lâu lâu mới có con boy đen, thấy đẹp không? Lâu lâu mới có luôn á chứ. Lâu lâu mới có luôn á. Mai mà không like được nữa nghỉ tuần nha các bạn. Hướng luôn. Quá chi là buồn. Hello em yêu, tối đi chơi không em mình? Tối rủ mấy chị em mình đi chơi không em mình? Cái này cho Chư Khánh Huyền nè. 65 cho em yêu luôn nè. 65 cho em yêu luôn. Mấy yêu cục vàng. Sơ mi còn có trắng. Sơ mi này. Sơ mi ong đẹp nhưng mà có trắng không có đen. Sơ mi ong có trắng không có đen. Em mặc sơ mi ong không? Sơ mi bán trắng nhiều hơn đen. Sơ mi ong có trắng không có đen là bởi vì trắng đẹp mà ta. Hay do tôi mê màu trắng ta. Thấy màu trắng rất đẹp đúng mọi người. Sơ mi ong có trắng không à, chút trắng thì bấm trắng nha. Sơ mi ong bấm sơ mi ong 65 luôn. Sơ mi ong cũng 65 với baby ơi. Body đang mang kìa, của trời đâu bán hả? Body đang mang không bán thì đi quên. Chị, thôi chị không mặc đâu em ơi. Đang mặc đầm body mặc luôn bằng cách nào bà? Đang mặc đầm body kêu ra sao mặc sơ mi má. Liệu. Ai hỏi gì nữa không ta? Mặc đầm body mà biết tôi mặc body mặc ấy rồi sao like. Hello chị Ngọc Thảo Trần, hello chị yêu. Lo quá chị yêu quên em rồi. Chị Nhung lấy con này đi chị Nhung, con này đẹp lắm chị Nhung, có 5 con à. Con này 65 mà đẹp đó. Chị Nhung lấy đi. Vải cũng đẹp mà họ logo cũng xinh luôn nha. Logo luôn chị Gucci này đính đá này thì sợ luôn. Lâu lâu chưa bao giờ mà em thấy ưng cái mẫu này nhất luôn mọi người. 65 nhìn cái này cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà mua thử gì nhìn vải đi, mê chữ A kéo dài. Nói chung vải nhà em rồi mấy chị biết rồi. Chị Nhung lấy con này đi chị Nhung. Con Gucci này đẹp lắm nè. Con trắng Gucci này em có 5 cái duy nhất cho 5 chị. Không có cái thứ 6 luôn. Không có cái thứ 6 luôn. Có đúng 5 cái cho 5 chị thôi nè. Nên chứ yêu nào lấy thì bấm cho em mê luôn nha. 65 nhìn luôn cho nhanh gọn lẹ. 65 nhìn cho nhanh gọn lẹ cho em mê luôn nha tình yêu. 65 bấm 65 Gucci. Gucci 65, Gucci trắng có đúng 5 con. 5 con cho 5 trời.
nem con cho nem chị thôi. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Còn ai đó nữa không? Biết ngỏ em lại nè. Chẳng cho đòn phiên kiều cho chị yêu luôn nè. Ôi bữa chị yêu hỏi em gì vậy ta? Phiên kiều 65 nè. Đẹp lắm chị yêu. Đúng rồi, bữa giờ chị mua quần á. Áo kia, ok, ok vàng. 65 cho em nè, 65 cho chú yêu nè. Chú yêu thích áo luôn, lai áo cho chú yêu rồi. Em mà gặp khách ai muốn gì khách luộc nhà em, mà muốn mua gì em lên miết cũng được luôn tình yêu. Mấy gì em bán chán quá rồi. Bữa giờ không coi được like gì hết. Ủa sao vậy ta? Chị không thấy thông báo của em hả chị yêu? Chị không thấy thông báo đúng không? Mấy hèn diện bán ế, dạng mang ế luôn trời. Hèn diện bán ế, ế không thể tưởng tượng nổi luôn. Đúng không? Chị không thấy thông báo của em đúng không chị đẹp? Phải không? Dây kéo vàng cho em, 65 cho em luôn nè. Mới lần lần suy nghĩ giờ mới chốt đúng không? 65 không luôn họ hèn gì. Trời, chị nhắn theo dõi cái trang bay này đi tình yêu. Chị nhắn theo dõi cái trang bay này để khi em like là nó sẽ thông báo à. Bởi vì Facebook em bị chặn đó, em không có like được. Rồi bây giờ chị sơ mi bóp rồi với áo trắng này nè, ok chứ yêu hèn gì. Bữa em nhớ là chị có chốt cái gì đó. Cái này cho chú Khánh Huyền luôn. Chốt tiếp với chị yêu. Giờ mấy khách ruột nhà em vô á, mọi người thích like gì like đi mọi người. Lấy đi mọi người, mấy yêu mọi người luôn á mọi người. Mấy yêu để em quăng cho mi bóp rồi đây cho chị lại. Mấy yêu mọi người luôn á mọi người, thích like thì báo em đi mọi người. Để em ghi xong mi bóp rồi lại cho chị nha. Còn phiên kiều nè. 65 luôn. Theo dõi rồi mà lúc nhận thông báo được thì hết rồi. Chắc là do nó bữa nay live bay nó sàn si đú lắm mọi người. Má Facebook em nó sàn si đú lắm á chị. Nó thích nó like, còn nó không thích nó không like sao á. 65 này chị yêu. Cổ tròn, nếu mà thích cổ tròn thì lấy mấy mẫu này về mặc. 65 luôn, vải nè. Xuất sắc luôn. Hồi nãy giờ em like thun, tức là giờ like bao rip với sơ mi. Tình yêu nào thích like gì báo em nha. Màu hồng, màu nâu, màu đen. Em nói thiệt bữa giờ em bán đâu có được đâu má trời. Nó bị chặn cả tuần nay em không làm ăn được cái gì luôn á. Cả tuần nay em đâu có làm được cái gì đâu má chế. Nên chế nào thương em mới chế chia sẻ làm cream. Vì mới chế muốn lên gì mới chế nói em nhá. Rồi trắng nâu hồng đen. Nâu hồng đen trắng luôn. Nâu hồng đen trắng luôn, 65 luôn nha tình yêu. Nâu hồng đen trắng. Còn đây cuộc sống em bất ổn lắm mọi người. Có gì vui á. Bán ế là không có gì vui á. Quần đen ơi em hả? Quần dài đen hả tình yêu? Quần dài đen chờ em còn ML. Quần dài đen em hết S rồi, em còn ML tình yêu ơi. 150. Còn bán giá cũ luôn 150 không. Còn màu xám, màu xám thì còn đủ size. Màu xám, màu xanh nhạt, màu xanh đậm của hàng thằng 150 em còn đủ size. Còn thằng màu đen em hết size S rồi, em còn size ML không à. Màu đen mới like xong hết S luôn. Màu đen qua giờ chốt nhiều quá hết S rồi. Có gì màu hồng ở sau vậy trời? Áo không à em? Áo với đặt body với em yêu. Áo thun với body. Quần đen em còn ML hết S rồi tình yêu ơi. 150 nhưng hết S rồi. Đẹp lắm hello chị Ánh. Chị Ánh lựa thêm gì không chị Ánh để em đi đơn cho. Buồn quá. Chị năm à chị 51 kiếm một kia mét 55 mặt mờ được rồi. Mặt mờ vô tư. Đây nè, mét 55 không bụng thì mặt mờ đi tình yêu. Đây nè, xuất sắc lắm, 150 màu đen dơ lên nó bị chói tình yêu. Lấy mờ về mặt. Không đẹp tới thối tiền, ok không? Riêng quần green em rất là tự tin em bán. Chỉ qua Facebook em bây giờ nó bị chặn tương tác em không like được. Nên em đồng nghĩa với việc em lan xả cho mọi người giá em bằng bán giá sỉ. Sỉ em bỏ sỉ 145. Có xét không? Có xét máy xét đó chị. 145 nên hôm nay trên livestream này em vẫn bán cho mấy chị 149.000. Đó, nên là phải nói rất là rẻ luôn tình yêu. Đó để cho chị con nè. Đẹp lắm chị lấy đi. Không làm chị thất vọng đâu em nói thiệt á. Quần riêng nhà em không làm chị thất vọng đâu chị ơi. 10 chị nào mà có bụng rồi mua mấy quần rày về hả? Màu đen ở nhan mặt siêu đẹp luôn. Để cho chiếc yêu con nè.
chị lấy đi, ơn form đó, ơn form là sau về mua của em nữa. Trời, bữa em nhớ chị mua của em mấy cái ring rồi mà, đúng không? Đẹp xuất sắc luôn. Cái mẫu này em có xanh đậm, có màu xám đó nè. Cái này cho chị luôn, cho chế yêu luôn. 155 luôn, lộn, 150 luôn. Giờ chị coi ok chứ. Trời ơi, chị lấy cái set này đi chị Ánh. Cái set này đẹp lắm, em rất là mê set này luôn nè. Chị lấy không? Có 125 thôi bây giờ. Nó rất là đẹp luôn, em nói thiệt luôn. Thích đâu em đem thay cho. Bữa set này em mê chưa, kiểu dài á mọi người. Và nó rất là đẹp luôn, mặc mang cho đôi giày à. Nó đang là hàng hot luôn. Mấy chế chị cần mặc. Xong rồi chị có mua áo khoác lên nhà em đúng không? Đó, chị khoác vô đi chụp hình. Hoặc là mấy chị mặc với đôi sneaker buổi tối đi chơi, siêu đỉnh của chóp luôn. 125 siêu đỉnh của chóp, không đỉnh tới thối thuyền luôn. Đầm hồng là đầm hồng body nè em, còn con duy nhất bán 125, giờ ai lấy không, ai lấy xẻ cho mấy chị 101 luôn. Body hồng này nhức mắt luôn các bạn ơi, hàng Zara nha, hàng Zara lên nha, ai lấy để cho 101 luôn. Hàng không đẹp không nói tiền, con này mà bữa còn màu nâu màu đen hết rồi, sót đâu con màu hồng gì không biết, cỡ hết viên nữa rồi. Chị thích quần đùi hả? Má em bị xẻ luôn cho hết luôn. Quần đùi vậy chị lấy xếp luôn đây, hàng Quảng Châu rồi. 125.000 giờ em để cho chị 101 luôn. Đẹp lắm, hàng Quảng Châu chứ không phải hàng xưởng nha. Cái này hàng Quảng Châu luôn, tình yêu ơi, cái quần của nó nè. Cái quần của nó làm cho mình dạng váy nó làm lên rất là đẹp luôn. Cái áo nè, cái áo này chứ đẹp xuất sắc luôn nha. Đó, set này em đến nổi mà em nói chỗ chị nào mặc chứ em lấy em mặc làm chị biết nó đẹp như thế nào của tình yêu. Nó rất là xuất sắc cho em luôn nha. Đó, để cho chị 101 luôn đó, chị lấy nha. Hàng Quảng Châu nha chị ơi, hàng Quảng Châu luôn. Cái này em đi mua á, em là người á, gom đồ về em bán chứ thiệt sự em đi mua nó là 170-180 rồi chứ không có giá 101 đâu. Rất là đẹp, 101 luôn cho ai lấy nha tình yêu ơi, hàng Quảng Châu. Xếp này hàng Quảng Châu không phải hàng xưởng nha mọi người. Hàng Quảng Châu 101, hàng xưởng cái bán có 100.000, 99.000 nè, hàng Quảng Châu 101 nè. Có một trắng một đen, còn một trắng một đen, ai lấy trắng bấm trắng, ai lấy đen bấm đen. 101 101 hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu mà mọi người không lấy là quá buồn rồi. Rồi hết view thực sự luôn mọi người. Má, cuộc đời nó đen như chó mực vậy trời. Cuộc đời nó đen như chó mực vậy các bạn ơi. Xếp này có 99 rồi nè, mấy xếp này kìa. Tay cọc nè, quần đùi có 99 kiểu Babydoll đó. Tay cọc quần đùi có 99 thôi nè. Tay cọc quần đùi 99, còn một hồng một nu nè. Hàng 99 đó. Chúng mình nghĩ nè, quá là kiên trì rồi. Xe luôn, còn xét xe luôn 100.000. Còn xét xe luôn 100.000, còn đúng xét trắng xe 100 luôn. Mẫu này hết rồi, còn đúng xét trắng xe 100. À lấy 100 bấm 100. Hết xét. Hết xét rồi. Xe cho nhau luôn mệt mỏi. Rồi hết xét rồi, có máy xét rồi. Hết rồi. Trời ơi, còn 7-8 người. Chị lấy xét 100 đúng không? Chị lấy xét 100 đúng không? Chị lấy xét trắng 100 đúng không chị ơi? Ok giúp em ơi. Chị lấy xét 100 đúng không? Xét trắng 100 ok lại giúp em ơi nha tình yêu ơi. Lấy xét trắng 100 ok lại giùm em nha chị ơi. Để chị xét trắng 100 đúng không ạ? Hay xét nào chị ơi? Xét 99 hay xét 101 hay xét 100? Báo em nha. Xét trăm còn xét. Quan trọng là chị thích áo thun mà áo Paris thôi. Không hả? Chứ chị lấy xét nào? Chị lấy xét 100 hay xét 99 hay xét 101? Nãy giờ em vô 3 xét rồi mà. Trời ơi, chưa bao giờ la bất mãn như thế này luôn các bạn ơi. Chưa bao giờ la bất mãn như vậy luôn á chị. Hồi live bên chế cá nhân bán không được nhưng vẫn có người xem, vẫn an ủi được tinh thần. Ok, cảm ơn tình yêu nha.
không bán được, nhưng mà vẫn an ủi được tinh thần. Còn qua đây trời ối trời ơi luôn. Chị lấy 100 thì đúng rồi, 100 nè. Bây giờ có bò rip bao thùng, chị lấy cái nào? Áo kiểu nè, 60 trắng đen nè, trời trẻ vai nè, 60 trắng đen, vải xốp rất đẹp, vải xốp rất đẹp luôn tình yêu. Trắng đen 60 nè, em này trắng đen 60 nè, vải rất đẹp luôn, 60 trắng đen, vải xốp tay trẻ vai xốp 60 nè, ai lấy thì bấm nè. 60 trắng đen, 60 trắng đen nè. Em like mà em buồn ngủ luôn, chưa giờ mà em thấy em ảnh như vậy luôn. Chưa bây giờ mà em thấy like mà buồn ngủ quá ảnh như vậy luôn mọi người. Hả? Rồi mọi người ơi, giờ chị thích bao rip và áo thun em like lại cho lần nữa. Thích bao rip và áo thun em like cho mọi người. Chứ giờ không biết sao. Ớ quá mà. Quan trọng giờ chị thích bao rip áo thun em like cho dễ. Áo thun thì em lên luôn là áo thun, bao rip thì em lên hết các mẫu bao rip, chị lấy cái nào chị lấy thôi. Bao rip mấy mẫu này đẹp ghê luôn trời. Mà không ai lấy với bà 65 gì đâu mà lấy hả? Bao rip lên mẫu rất là đẹp luôn á, 65 gì. Bất lực toàn tập, em bây giờ thuộc dạng bất lực toàn tập rồi mọi người. Rất về em off nha. Áo laptop không? Thì bao rip đó là laptop á chị. Bao rip là laptop á tiểu yêu. Không thì chị lấy laptop không à. Con đó chị lấy được mà. Bao rip là auto laptop không á. Bao rip là laptop mà. Con này cũng là laptop nè, chị lấy không? Con ngựa vằn cổ yếm này cũng là laptop nè. 55 thôi. Mọi người coi lại like, mọi người chụp lại giúp em nha mọi người. Chụp inbox em nha. Em bán mẫu bên inbox chứ bây giờ like chán quá chán. Có chị coi bảo chụp hình giúp em nha.